Xin kính chào quý vị và các bạn. Khi làm việc tại những nơi có địa điểm thi công khó như tại những vị trí trên cao hay neo trèo, việc đầu tiên cần chú ý là an toàn cho người lao động trước khi vào thi công, phòng ngừa tai nạn xảy ra. Hôm nay tôi chia sẻ với quý vị và các bạn một số lưu ý thi công tại các vị trí trên cao. Các lưu ý khi làm việc trên cao, những ai đủ các tiêu chuẩn sau đây mới được làm việc trên cao: nằm trong độ tuổi là do nhà nước quy định, tuy nhiên chỉ nên sử dụng người trẻ, khỏe, có chứng chỉ sức khỏe do y tế cấp, phụ nữ có thai, những người bệnh tim, huyết áp, điếc, mắt kém không được làm việc trên cao. Đã được đào tạo chuyên môn, huấn luyện và có các chứng chỉ kèm theo, làm việc trên cao phải được trang thiết bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân. Khi lên xuống và di chuyển phải đi đúng tuyến quy định, nghiêm cấm leo trèo, đi lại tùy tiện. Khi làm việc không được đùa nghịch, uống rượu, hút thuốc lào. Không được làm việc trên cao khi không đủ ánh sáng, khi có mưa to, giông bão, gió mạnh từ cấp 5 trở lên. Trước khi bắt tay vào làm việc, phải kiểm tra sơ bộ tình trạng giàn giáo, sàn thao tác, thang, lan can an toàn, cũng như chất lượng của các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát. Các lỗ mà người dễ bị lọt qua trên mặt sàn, trên tường phải được bịt lại, rào lại hoặc đặt tín hiệu báo nguy hiểm. Khi sử dụng dây đai an toàn phải chú ý kiểm tra thường xuyên các dấu hiệu sờn đứt của dây và các mối liên kết, chất lượng của móc treo. Các thiết bị phương tiện sử dụng cho làm việc trên cao đều phải chịu chế độ kiểm định chất lượng nghiêm ngặt theo quy định. Phải chủ động tạo ra các vị trí trèo dây thuận tiện. Vâng, vừa rồi tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn một số lưu ý an toàn lao động khi làm việc và thi công ở những vị trí trên cao. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.